Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Archive bảo đồ. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là chức năng array trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu tôi vào thằng luôn nha. Rồi nha. Giả sử tôi có đối tượng này nè, tôi muốn array nó ra làm ba cái, tôi làm ba cái thì sao? Chọn vô tượng. Rồi, chọn vô modify. Rồi, chọn vô array. Nè, đó hiện ra. Thử nè. Rồi, tên nè. Đó, đơn vị chọn về trước. Mét cách là 30, array trên 30, array ngang là 30, mà đơn vị là mét, làm hai cái nè, 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 rồi origin nó ra ba cái nè, thấy không, thấy không? Mình đánh qua rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.